Rồi quý vị mình nhớ nha quý vị nha. Và đi chương trình chúng ta sẽ được bắt đầu đến với chủ đề là gì? Chị Quyên. Gì? Khán giả nói gì á? Dừng lại đi, đừng đi quá xa. Mày cầm nước bị mày lại nha, mày nói một hồi cái mặt phái vào đấy nha. Ông vui. Chị ơi, chị dừng lại đi. Thôi không nói mẹ không biết má, mày đi vô đi má. Lúc đó mẹ không biết, mày đi vô đi, lúc đó mẹ không biết. Có phải là truyền thuyết cây quạt máy không? Truyền thuyết quạt máy đó. Mọi người ơi, hãy lên mạng Insta đó là cây quạt máy dễ thương. Hashtag fun to fake. Fun to fake. Quạt vô mặt. Đó. Dạ rồi quý vị ơi, hai con cái dây tiền của mình cô đã chuẩn bị. Do số cái gì cho cứ tổ gì vậy? À chứ từ. Không có
nha. Mã số 1 lại 1503. 1503 hợp lý. 17. 10. 17 có 1, 31. 37, 31, 34, 48, 48 có 3, 58, 55. Rồi à, em mệt lắm. Chị nghe là có tới hai cái tiếng ở trong em luôn, em nói ra luôn á. Cái ghê gì đó, cái ghê vậy. Nghe là có tới hai cái giọng ở trong đó luôn á. Giọng gì? Chị vừa nghe được cái tiếng the the, mày nghe tiếng chậm chậm trong nữa. Chậm mít đó. Hay rồi đó. Hay ghê quá. Rồi cái túi đẹp vòng đời không còn giá trị nữa, đầu tư cho một lần cái tiếng đẹp cho quý vị nha. Mỗi tay lấy giá là 30 ngàn. Đó, số em sổ nhanh sổ một, sổ lẹ rồi rồi nghĩ luôn cái tiếng như vậy. Bao nhiêu em xin đấu đi làm quý vị ơi. Em xin đấu giá tấm vé nè, còn mọi người mua rồi á. Đấu giá là bóc tâm. Đấu giá là bỏ vô đây bóc tâm. Bóc tâm được 500 ngàn đó. À cái dĩa luôn. Đúng rồi, ngã lấy không? Đó. Em để ngã lại 450 thôi. Ở trong mít sơn bùa sơn nhảy đây cái thứ gì hả? À, rồi nói gì quên bà nói gì nói gì sao? Nói nó đó 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 à đây đó à đây ủng hộ giùm cho một chà giùm em nha. Còn chà vé cuối tay đó, người đẹp người đẹp sở hữu cái giò dài nhất là Sài Gòn kinh thời ai đâu bây giờ ngắn ngủn mà nó ngắn dài hơn. Cái gì vậy? Nói gì vậy? Nói gì vậy? Đây, lưới mẹ bên dưới, ai còn chung cái giấy quỷ tại chỗ dưới cho cái tên dưới mẹ bà đọc cái giấy rồi, đúng là gì? Còn cách đọc cho sự muôn nẻo đường đời em. Đạo diễn bây giờ mình tới đoàn nè, mấy chị em nè chuẩn bị nè, sắp xếp đi. Tập mới nha, tập 11 nè, mình đến đoàn nè, mình đâu nè, đây nè. Mấy chị thấy trời ơi, chị mới mình là em thích mới á. Ừ. Trời ơi. Thôi cho tao lường hỏi nha. Em đoàn này là đoàn của ai? Đoàn này á hả? Đoàn của em. À đoàn mình tên gì ạ? Đoàn mình tên gì? Cái này tên là tụ à, đoàn tụ. À, chị đi hát những tên gì nhắn gì ạ? À, chơi đi thiếu nữa, bên đó là thành viên của chị phải không? Đây nè, trong đoàn chị đó phải không? Mặc thấy mặc áo chung đây nè. Rồi à, con nói là con là tên là Bích Nguyễn á. Bích Nguyễn ơi, Bích Nguyễn, rồi đợi tí xíu nha. Ở phòng chấn bạn đi em. À dạ, chị cho em hỏi là chị bệnh lâu dạ, chưa? Dạ, cho em hỏi kiếm một cái áo làm vừa đó không ạ? Chứ cái này chị hết nổi rồi, vừa luôn rồi. Trời hay quá. Không phải đâu cưng ơi, cái này chị nắm da đầu đúng không? Chị mới đi cạo vậy đó. Chứ phải chị bệnh gì hả không? Trời ơi. Không chấm đầu em hả?
Dương ba phê. Khổ dữ lắm. Khổ mà. Dạ. Đứng đồ hoài hoài. Dạ. Chuẩn bị hang tầm này tụi mình đứng đây tụi mình đắp chạy ra hang nữa hả? Ta đâu biết là tự nhiên cái gì nó bị thù gì đó. Nó phỏng vấn, phỏng vấn với lẹ lẹ. Chị nào chị hết bệnh. Đó là chị không có bệnh mà. Bệnh với xã chị đòn em. Đó vậy đâu má. Bây giờ tao đi nắm da đầu má ơi. Không ai bệnh chơi á. Thì nắm da đầu là bệnh đó má. Chứ còn gì nữa. Ờ. Bị bệnh nắm da đầu. Ờ. 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 Ê, nói nghe nè, để chị cho. Ở nhà em á, ở nhà em có thuốc chị hay lắm rồi đó. Con chó em bị smau á, chị sợi nó là nó hết. Được không? Mua cái nó về nội cho hết nha. Rồi. À, bị á, bị gì? Cái gì? Bị gì à? Thôi má, về qua mình sỏi đi. Bé đi, sỏi đi, rồi đây ăn đi.